Chào mừng quý vị trở lại với phần 2 của chương trình Tâm Khỏe Tâm An cùng với Ngọc Khanh và bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh trong đề tài thời điểm nào là tốt nhất trong ngày để uống thuốc chữa tăng xong và cao huyết áp. Thì kính thưa bác sĩ Bảo Khanh, trở lại với đề tài thì khi nãy bác sĩ Bảo Khanh đã nói được ba cái nhóm thuốc rồi. Dạ, thì bây giờ mình còn nhóm thuốc nào nữa để mình nghĩ rằng là mình uống ban ngày hay ban đêm không thưa bác sĩ? Vâng, thì có cái nhóm thuốc gọi là calcium channel blocker, thì cái đó là ví dụ như là cái vị nào mà uống cái thuốc như là Cardiazem. Thì cái nhóm thuốc đó đó thì nó là calcium channel blocker, thì nó chặn một cái chất gọi là chất canxi trong cái máu của mình, thì cái bắp thịt của cái mạch máu mình nó cũng được thư giãn ra, thì mạch máu nó được được hạ xuống rất là nhẹ nhàng. Thì cái thuốc đó cũng rất là lành, và uống đêm uống ngày cũng không thành vấn đề, thì có thể là cái nhóm thuốc đó cũng uống ban đêm được thì cũng rất là tốt. Yes, thì cái thuốc đó có một cái hay nữa đó, thưa Ngọc Khanh mình chia sẻ luôn đó, là ai mà bị bệnh nhức đầu hay là migraine headache, thì cái thuốc này đó nó lại có cái tác dụng là nó giúp cho những người bị migraine và nhức đầu nữa. Nên là cái đó là cái thú vị của thuốc cao máu, thưa Ngọc Khanh và quý vị, đó là mình có thể mình lựa chọn những cái thuốc nào mà nó lại phù hợp và chữa được những cái bệnh khác của người bệnh nhân, giống như là một công đôi việc đó Ngọc Khanh. Thật sự từ xưa đến giờ đó, trong lúc mà Ngọc Khanh làm việc với bệnh nhân đó, thì bệnh nhân lúc nào cũng nói rằng là cái thuốc cao máu đối với tôi nó giống như là gọi là không thể bao giờ thiếu được trong cuộc đời. Và họ nói là buổi sáng chuyện đầu tiên vừa mới ngủ dậy họ đi lấy viên thuốc họ uống liền. Mà ngày hôm nay khi mà bác sĩ nói rằng là có thêm một cái lựa chọn, nếu được cho cái thuốc cho uống ban đêm, thì Ngọc Khanh nghĩ cũng là một cái điều đáng mừng. Tại vì có nhiều người lỡ cái ban ngày rồi đó, cái họ cứ nói chết rồi quên uống ban sáng rồi. Cái người bệnh nhân họ rất là sợ rất là sợ. Uống không đúng theo thời điểm đó thưa bác sĩ. Đúng rồi Ngọc Khanh. Mình đang nghĩ tới là mấy phái ông. Mấy ông thì hay bị khi lớn tuổi đó, thì bị cái nhiếp hộ tuyến hay là cái tuyến tiền liệt nó lớn ra, thì nó cũng chặn cái đường tiểu của mình khi họ không đi tiểu được hết. Thì mấy ông thường thường hay than là phải thức dậy nhiều lần đi tiểu. Thì có một cái thuốc cao máu mà cũng rất là có lợi, nó gọi là alpha blocker. Thì những cái thuốc này đó nó đã làm cho cũng là thư giãn cái mạch máu của mình, nhưng mà đồng thời đó nó cũng làm cho cái đường tiểu của mình đó, nó cũng mở ra chút xíu ở cái nhịp hộ tuyến đó, thì họ cũng đi tiểu được cũng tốt nữa, và bao nhiêu nước tiểu nó cũng thoát ra được. Cho nên đó là cái thuốc cao máu để dành cho mấy ông, nhưng khi mình lại lựa chọn những cái thuốc đó thích hợp cho mấy ông đó, hay là đặc biệt là cái thú vị của thuốc cao máu là mình sẽ chọn được nhiều cái thích hợp cho những cái bệnh khác của người bệnh nhân, và uống ban đêm là thường thường cái thuốc cao máu lại đó cho đàn ông uống ban đêm. Thưa bác sĩ, có bao giờ bác sĩ gặp bệnh nhân mà nói rằng là tôi uống cái thuốc chữa cao huyết áp tôi đi tiểu hoài, cho nên họ tự động họ ngưng thuốc cao huyết áp và không nói với mình không? Thưa Ngọc Khanh, cái chuyện đó là xảy ra rất là bình thường. Nhất là một số bệnh nhân vì một cái lý do gì đó họ rất là tế nhị, họ uống thuốc không có hợp, họ cũng không nói cho mình, họ sẽ tự điều chỉnh, họ nghĩ là có thể họ không muốn phiền phức mình, họ không có muốn phiền phức bác sĩ, họ tự thí nghiệm đó. Cho nên là thường thường mình có thể mình biết trước cái chuyện này, đôi khi mình có cái linh cảm, hoặc là đôi khi mình đánh tiếng trước khi nó xảy ra, thì mình luôn luôn ở phòng mạch riêng cá nhân của mình, thì mình nói người bệnh nhân là cô chú hoặc là cái người bệnh nhân của mình cũng dặn trước luôn là nếu mà cái thuốc này không có hợp với một cái chuyện gì thì cứ cho biết, đừng có ngại đó. Và đôi khi mình cũng dùng một cái ví dụ là cái kinh nghiệm cá nhân của người gia đình của mình, người mẹ đi ngày xưa đi bác sĩ, ông cho uống thuốc tiểu đường, về bà bẻ 4-5 cái mình hỏi tại sao bẻ nhiều vậy, uống nhiều sợ nó mệt, nó bị xuống đường, hoặc là uống vô nó không có được khỏe, tôi uống chút xíu thôi, người Á Đông mình uống ít thôi. Đó, thì từ cái kinh nghiệm đó thì mình mới ý thức ra là sẽ cũng nhiều người như vậy. Nên đôi khi mình cũng kể ra cái câu chuyện đó. Nhưng mà mình nói là mình không nên, là tại vì đó không nên giữ kín, nên chia sẻ. Thì những người bác sĩ đó, họ không có biết, họ cứ tưởng là cái thuốc đó không có đủ hàm lượng. Cái họ lại tăng cái hàm lượng lên. Người bệnh nhân lại càng không nói. Thì bây giờ lại mua cái thế bí. Rồi thứ nhất là mình đã giảm thuốc, bác sĩ lại tưởng là không đủ thuốc, lại tăng thuốc lên, nên hai bên nó cứ đi ngược nhau. Thì cuối cùng cái người mang bị bất lợi là cái người bệnh nhân. Cho nên mình giải thích cho người bệnh nhân cái điều đó trước. Thì như vậy đó là
họ hiểu là mình cũng hiểu cái vấn đề, cho nên dễ thông cảm hơn. Và trong trường hợp đó thì họ cũng ít khi làm. Tại vì Ngọc Khanh nhớ bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh từng nói rằng đối với thuốc chữa tăng xong không được tự ý ngang xương mà bỏ. Và không được hôm nay uống ngày mai không uống, rồi ngày kia uống, không có gọi là uống bất kể giờ giấc, và không có được uống lộn xộn, mà cũng không có được là đang uống cái thấy huyết áp xuống thấp trở lại rồi gớt rồi cái bỏ không uống nữa, rồi cũng không nói bác sĩ luôn. Vâng, tại vì thật sự ra đó, nó cũng nhiều cái trường hợp khác nhau thưa Ngọc Khanh, quý vị. Mình cũng luôn luôn dặn bệnh nhân của mình đó là khi uống một cái thuốc, nhất là một cái thuốc mới, vì một cái lý do gì mà thấy không có hợp thì nên cho phòng mạch biết hay cho bác sĩ biết, đừng có uống nữa thì phải cho biết, nhưng mà đừng có âm thầm tự bỏ thì cái đó thì không ai biết hết. Tức là một cái gì không có hợp thì cứ ngưng đi, không có sao, nhưng mà cho mình biết để mình cái tìm cách mình đi một con đường khác. Thì biết là sao có cái sự trao đổi hai bên thì là cái tốt nhất. Chứ còn uống một thuốc vô không hợp hay là bị một cái gì đó thì cứ ngưng đi, không có sao hết, nhưng mà nên cho biết chứ đừng ngưng một mình. Trong quá trình mà Ngọc Khanh làm đi home visit, gặp đến nhà gặp bệnh nhân đó, thì Ngọc Khanh có biết được là trong một ngôi nhà hai vợ chồng, người chồng là bị cao huyết áp, người vợ là không hề có tiền sử gì hết. Đến khi mà họ có cái máy đo huyết áp, họ đo vào thì người chồng đang bị cao huyết áp, uống thuốc cao huyết áp thì mọi huyết áp đang ở cái đoạn ổn định, nhưng mà đến người vợ thì đo lên là tới là 160/100. Thì lúc đó mình mới hỏi cô rằng là cô có biết là cô có vấn đề về huyết áp hay không, thì cô mới nói không biết, nhưng mà không sao, tôi sẽ lấy thuốc của chồng tôi uống. Mới nói là mình phải gọi bác sĩ chứ mình không được tự động vậy. Thì trong trường hợp đó có phải là cực kỳ nguy hiểm nếu mà mình không có trao đổi bác sĩ mà mình lấy thuốc cao huyết áp một người khác mà chưa chắc đã đúng với mình để mà uống phải không thưa bác sĩ? Đúng rồi Ngọc Khanh, thưa quý vị, điều đó rất là đúng. Tại vì bây giờ đó là cái thuốc tăng xông mình nói nó có trên 10 loại. Thì nếu mà cái loại mình nói là loại lợi tiểu đi, thì nếu mà chẳng may cái người đối phương đó mà họ bị yếu thận thì cái thuốc lợi tiểu đó nó rất là hại thận. Nên người nào mà thận tốt mình mới xài cái thuốc lợi tiểu. Còn nếu mà thận mà không tốt mình sẽ tránh cái thuốc đó xa, tại vì cái thận nó đã, mình bắt cái thận làm việc hơn cái mức là có thể nó làm. Cho nên là có thể cái thận nó trở thành họ bị acute renal failure là bị hư thận cấp tính. Hoặc là cái nhịp tim họ đang thấp, tăng xông cao mà nhịp tim có thể thấp. Thì trong trường hợp đó mà uống ngay phải các loại thuốc beta blocker như mình vừa nói là metoprolol đi, thì nhịp tim nó xuống quá thấp, có thể là đứng tim, tức là cardiac arrest thì có vấn đề. Đó, nên nó nhiều cái thuốc, hoặc là cái thuốc ACE là lisinopril vừa nói, thì cái thuốc đó nó lại có cái tính cách là hay giữ lại cái chất muối gọi là potassium. Hay cái potassium đó mà cái người bệnh nhân lỡ là đang cao, potassium mà cao lên nữa một cái đó sẽ bị đau tim. Cho nên đó là khi mỗi một cái thuốc mình lựa chọn nó phải căn cứ trên cái thử máu của người bệnh nhân. Nó còn nhiều cái vấn đề khác nữa. Nên Ngọc Khanh. Thưa bác sĩ, nhưng mà đối với bệnh cao huyết áp đó, mình uống thuốc cả đời không? Thông thường là cái bệnh tăng xông là nó gọi là bệnh vô cớ. Nên vô cớ nghĩa là Mỹ nó gọi là essential hypertension. Và họ cũng không biết là tại sao mình bị. Mà cái sau 30 tuổi là họ thấy là mình bị. Nhưng mà theo cái kinh nghiệm của mình á, thì và cái lời khuyên của ngành y khoa đó là mình sẽ tìm những cái vấn đề gì nó tác động tới, như là ăn mặn nè, hay là ăn củ cải, củ kiệu, dưa muối, đồ hộp, mì gói, những cái đồ ăn mà nó rất là nhiều sodium, những cái đồ hộp nữa, rất là nhiều muối. Thì những cái đó có thể có người sensitive hoặc nhạy cảm thì tăng xông nó sẽ lên. Hoặc là những người uống cà phê hay là uống những thuốc ho, thuốc sổ mũi có pseudoephedrine với đó thì tăng xông nó cũng lên. Đó, và cái người sống không có lành mạnh về vấn đề giờ giấc ngủ, không có healthy lifestyle, hút thuốc thì tăng xông nó cũng lên. Cho nên những cái trường hợp đó thì có thể là họ sẽ từ từ cải thiện cái vấn đề đó, hy vọng là tăng xông nó sẽ xuống. Còn những người nào mà bị thật sự là vô cớ, không có biết vì lý do gì hết đó, thì đa số họ uống thuốc tăng xông với thời gian rất là dài. Tuy nhiên mình có một số bệnh nhân đang uống cái tự nhiên tăng xông từ từ nó tốt ra, thì mình cũng phải ngưng thuốc. Họ tập thể thao, họ exercise, tất cả nhiều cái lý do gì khác. Tự nhiên mọi chuyện lại đâu vô đó, thì mình không uống được nữa, phải ngưng. Giống như tiểu đường, có một số người uống thuốc cũng không uống được nữa vì đường nó xuống thấp quá, cũng phải ngưng. Tại Ngọc Khanh có bệnh nhân đó, Ngọc Khanh nói ô sao mặt của cô hồng hào tốt quá. Cô nói không, tôi đang tăng xong. Là
có những người có cái biểu hiện rất là rõ ràng là bắt đầu cái mặt đỏ lửng, lỗ tai đỏ lửng hết, phải không thưa bác sĩ? Cái đó mình cũng tới cao nên mình cũng chưa có hiểu nữa, tại vì như hôm nay có cái cô kia cô cũng kêu là mặt cô đỏ là tăng sông, nhưng mà mình nhìn thì mình nghĩ là bị bệnh rosacea, tức là bệnh ngoài da, nó lâu lâu nó phừng nó đỏ lên chứ không phải là cái tăng sông. Để trên nguyên tắc là cái tăng sông nó đâu có triệu chứng đâu, cũng không có một cái gì để cho mình thấy được, rất là khó biết. Đó, cho nên là mình nghĩ là theo mình vẫn nghĩ vẫn là không. Nhưng mà cái mình hỏi vậy mà cô lại tiết lộ mình chút xíu cái bí mật là cô có đi bác sĩ da, cái mình đang mà mình nghĩ bụng thôi chết rồi, còn mình có đúng không, cái mình cái đang lục lục cái ví để lấy cái thuốc ra cho mình coi đó, thì đang nghĩ trong bụng là thôi chết, nếu mà thuốc là metronidazole là đúng ngay chóc rồi. Thế cô lôi ra mình nhìn đúng cái tên đó luôn, thế là ngay chóc đó là bệnh ngoài da, là gọi là rosacea, là mặt nó hồng lên. Chứ không phải là tại vì tăng sông mà làm cho cô hồng lên. Không phải tăng sông. Nhưng mà cái đó thì mình không có biết, nhưng mà có một số người thì họ nói là họ feel được tăng sông nó lên. Thì cái đó thì mình không có biết. Cũng có thể hết. Thưa bác sĩ, vậy thì trở lại vấn đề đó là thời điểm tốt nhất để mà uống thuốc cho bệnh tăng sông đó. Vẫn là tùy thuộc vào thuốc của họ dùng là thuốc gì. Đúng rồi. Và cái cơ thể của họ đang gặp vấn đề gì. Đó. Rồi kết hợp chữa trị với cái gì. Đó. Chứ không phải là tự nhiên mình muốn uống giờ nào là do mình chọn. Không phải mình chọn. Nên mình cũng nên hỏi bác sĩ của mình. Tại vì đó là cái câu trả lời hay nhất là thuốc nào tôi uống được ban đêm. Thì nếu mà bác sĩ mình nói là cái nào cũng được hết, không có sao. Thì có nghĩa là mình hỏi cụ thể cho rõ ràng. Thì mình cứ uống vậy thôi. Tại vì có thể họ nói là cái đó là không có vấn đề gì. Thì mỗi một người một khác mà. Nên là họ sẽ có trách nhiệm với mình. Thưa bác sĩ, nhưng mà ở phòng mạch của bác sĩ đó, đối với bệnh tăng xong đó, càng ngày bác sĩ có thấy cái lứa tuổi nó càng trẻ hóa không? Không, hay vẫn là như là càng ngày càng nhiều người trẻ bị tăng xong. Mới 30 mấy thôi là đã tăng xong rồi. Thì đa số bệnh nhân ở phòng mạch thì đa số là người lớn. Cho nên là mình thấy chắc là cái số đa số mình ít có người bệnh nhân người trẻ, cho nên là cũng không có không đa số vẫn là người cao niên đó, người cao niên. Nhưng mà có một cái mình cũng muốn chia sẻ với quý vị đó là như hôm nay cũng có một vị hỏi mình là tăng sông của tôi sao cái giờ này nó thấp quá, giờ này nó cao quá. Thì cũng câu trả lời với là trong ngày thì ban buổi sáng nó sẽ cao hơn, buổi tối nó sẽ thấp hơn. Và đồng thời đó là khi mình lớn tuổi đó, cái mạch máu mình nó bị nó hơi chai lại, nó không có được có cái sự đàn hồi tốt, cho nên đó là cái mình hay nói là cái mức dao động, tức là ví dụ mà người trẻ thường thường cái tăng sông có thể nó sẽ dao động từ 110 tới 120, 130 đi, trong cái khoảng cách rất là ngắn gọn. Và khi mình lớn tuổi đó, cái mức dao động có thể nó dao động từ 110 tới 150. Nó lên thì lên trời, xuống thì xuống đất, nó rất là rộng. Cho nên khi mà mình điều chỉnh cái tăng xông cho họ đó, mình phải hiểu là cái mức thấp, nếu mà mình xuống từ 150 đến 140 đi, thì cái mức ở dưới 110 có thể xuống tới 100 hoặc là 90 mấy. Cho nên nó cũng có cái khó của nó. Thì cái đó nó gọi là một cái vấn đề khi chữa tăng xông. Và cái thứ hai đó là có một số quý vị đó là khoảng 30% họ dự đoán đó là gọi là resistant, tức là muốn làm sao thì làm, tăng sông nó không xuống là nó không xuống. Oh wow. Có những cái trường hợp như vậy đó. Cho mà nên, nếu như vậy là hại tim quá hả bác sĩ? Thì đôi khi có những cái trường hợp mình không làm gì được, chứ không phải là lúc nào cũng có thể hạ được như ý muốn của bác sĩ hoặc là của bệnh nhân. Đúng là làm gì làm cái tăng sông không trở lại được. Nó không trở lại, nó không có kéo nó xuống được. Thì cái đó nó gọi là resistant, cũng rất là phiền phức. Là kháng cự đó, nó nhất định nó không trở lại đó. Hay là nó rất là khó. Như mình nhớ có cái case, có một cái cô này tăng xông rất là cao, nhưng mà chỉ có một chút xíu thuốc là tí tẹo chưa đáng kể, có thể cứ tăng lên 1 hay 2 mg thôi, nó tụt xuống như là cái cầu tuột đó. Không, tức là không có một cái hàm lượng nào mà có thể giữ tăng xông của cô được. Một tí bất cứ thuốc nào xài nó đều hạ như là trong chóng, sợ lắm. Thật là đáng sợ đó. Rất là đáng sợ. Thưa bác sĩ, bởi vì thời lượng chương trình của chúng ta tới đây là hết. Xin mời bác sĩ giống như là có những cái nhắn nhủ đến cho cộng đồng của chúng ta. Vâng, thưa quý vị, thì cái lời nhắn nhủ là thì bây giờ mình cái gì cũng vậy thì nó có sách mách có chứng, và có những cái bằng chứng mà mình thấy là trên 19.000 người họ đã có những cái thí nghiệm cho thấy đó, cái câu trả lời của cái câu hỏi của quý vị là giờ nào uống tốt nhất thì rõ ràng là uống về ban đêm. Nhưng mà tuy nhiên là luôn luôn có những cái ngoại lệ và những cái trường hợp không thể làm được cái điều đó.
thì quý vị nên nói chuyện với bác sĩ gia đình của mình. Thưa quý vị. Cảm ơn bác sĩ Nguyễn Ngọc Khanh. Kính thưa quý khán giả, trước khi mà kết thúc chương trình, cho phép Ngọc Khanh nhắc lại tất cả những cái ý kiến mà Ngọc Khanh cũng như bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh chia sẻ ở đây chỉ có mang tính tham khảo, không có nên được cân nhắc là những cái yếu tố để cho quý khán giả quyết định chữa trị theo cái ý của mình. Luôn luôn mình phải nói chuyện với người bác sĩ gia đình của mình hay là người bác sĩ chuyên khoa của mình để có được cái sự chữa trị tốt nhất cho chính quý khán giả. Một lần nữa xin được gửi một điểm lành cho tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình. Hy vọng được gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.